thông tấn TASS ngày 24 tháng 5 dẫn lời ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự dân sự khu vực Kharkiv, do Nga bổ nhiệm cho hay lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát 49 khu định cư ở tỉnh Kharkiv, 36 khu định cư trong số này tập trung ở quận Kupiansky và 13 khu định cư ở Bắc Kharkiv. Ông Ganchev cho hay, trên địa bàn quận Kupiansky, tỉnh Kharkiv, 36 khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được dữ liệu từ các đơn vị của đội Nga về việc kiểm soát thêm 13 khu định cư ở Bắc Kharkiv. 8 khu định cư trong số này thuộc quận Kharkiv, các khu còn lại thuộc quận Volchansky. Theo tờ Rosyjskaya Gazeta, cơ Nga liên tục được kéo lên trên các khu định cư tại Kharkiv. TASS dẫn lời cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azarov, giai đoạn 2010-2014 cho biết Ukraine đang tiếp tục mất lãnh thổ, quá trình này giống như một trận tuyết lở. Ông Azarov viết trên Telegram, đồng thời nhận định thêm rằng Ukraine đang để mất lãnh thổ ngay cả khi được phương Tây cung cấp vũ khí và trang thiết bị. Những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine mang tính chất giống như một trận tuyết lở. Với xu hướng hiện tại, chúng ta, Ukraine, có thể sẽ tiếp tục mất lãnh thổ. Chính quyền hiện tại của Kyiv cũng thừa nhận tình hình Kharkiv cực kỳ căng thẳng đối với quân đội Ukraine. Theo tờ Moskovsky Komsomol'et của Nga, Ukraine đang tập hợp lực lượng lớn quân dự bị và thiết bị quân sự do NATO cung cấp tới các khu vực quan trọng nhất như thành phố Volchansk tỉnh Kharkiv và Chasiv tỉnh Donetsk. Đáng lưu ý, MK dẫn lời các chuyên gia cho rằng thiết bị quân sự của phương Tây, trong đó có xe tăng Abrams, sẽ chỉ do quân nhân nước ngoài vận hành. MK cho hay, theo thông tin từ mặt trận, đối phương, tức Ukraine, đã tập hợp toàn bộ lực lượng của mình và bắt đầu chuyển quân dự bị về hướng Kharkiv, cũng như về gần Yar. Song lưu ý rằng quân đội Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm tiêu diệt lực lượng dự bị của Ukraine ngay khi tiếp cận tiền tuyến. Cũng theo nguồn tin của MK, các phương tiện chiến đấu đang được Ukraine điều động đến, bao gồm xe chiến đấu bộ binh của Thụy Điển, Pháp, Mỹ, xe tăng bánh lốp, cùng các đơn vị pháo tự hành KESA. Chuyên gia quân sự Alexei Sukokin lưu ý rằng tại Volchansky, Ukraine đang tập trung tới 27 tiểu đoàn cùng một lượng lớn pháo binh và máy bay không người lái tấn công. Trả lời phỏng vấn của MK, chuyên gia quân sự, đồng thời là cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapinik cho hay, Ukraine hiện còn khoảng 26-28 xe tăng Abrams và khoảng vài trăm xe bọc thép Bradley của Mỹ. Hiện chưa thể xác định lực lượng Ukraine còn bao nhiêu pháo tự hành kê xa của Pháp bởi hệ thống này liên tục bị Nga phá hủy. Ông Krapinik cho biết, theo ước tính trung bình, lực lượng Ukraine mất khoảng chục hệ thống pháo mỗi ngày. Đáng lưu ý, vị chuyên gia đề cập rằng Pháp đã gửi hàng trăm binh sĩ đầu tiên tới Ukraine. Số quân này đang tập hợp gần Yar. Trong khi đó, nhiều binh sĩ Cộng hòa Séc bị thương đang nằm trong các bệnh viện tại Ukraine. Ông Krapinik nói, Hiện tại, ông Zelensky đang đề nghị tăng cường thêm hai khẩu đội tên lửa Patriot cho Kharkiv và phía Đức cho biết họ sẽ chỉ cung cấp một khẩu đội. Tuy nhiên, nếu phá hủy được khẩu đội này, thì Nga cũng sẽ tiêu diệt được một lượng đáng kể quân Đức. Theo vị chuyên gia, Ukraine đang tìm cách ném quân dự bị và trang thiết bị quân sự vào lò lửa để cố gắng ổn định mặt trận. Hiện tại, Nga đang duy trì lực lượng khá hạn chế ở Kharkiv Song vị chuyên gia cho rằng nếu Nga tiếp tục kéo căng mặt trận, mở các hướng tấn công khác nhằm vào Sumy hay Kiev, thì Ukraine sẽ không còn lực lượng dự trữ để kiềm chế lực lượng Nga. Trang tin Lenta Nga dẫn lời chuyên gia quân sự, phó giáo sư khoa phân tích chính trị Plekhanov Oleg Glazunov tại Đại học Kinh tế Nga cho hay, gần đây quân đội Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine gần Kharkiv. Đoàn tàu này đã bị tấn công khi đang ở trong trạm giữa hàng. Theo thị trường Igor Terekhov, khoảng 10 vụ nổ đã được ghi nhận ở trung tâm khu vực trong vòng 15 phút. Ông Glazunov cho rằng đây là một đòn dáng nặng nề với Kiev. Ukraine phải lựa chọn hoặc rút lui khỏi Kharkiv hoặc mất một nửa quân số. Kênh Rizzo SVO đưa tin, chiều tối 24 tháng 5, Ukraine thừa nhận tình hình ở Volchan trên mặt trận Kharkov vẫn rất khó khăn khi lực lượng Nga tiếp tục gia tăng áp lực. Trước đó vào sáng cùng ngày, lực lượng Kiev tuyên bố về một sự ổn định nào đó, nhưng khi Moscow đưa thêm quân dự bị vào tham chiến, tình hình đã có chuyển biến, thế trận được giữ vững và các mũi xung kích Nga tiếp tục tiến lên. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine dỡ bỏ lệnh cấm Kiev sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Ông nói, đã đến lúc các đồng minh xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay, với phần lớn cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, việc từ chối không cho phép kỳ sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến Ukraine rất khó tự vệ. Ông Stoltenberg lưu ý rằng người Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy và giành được các vị trí nhỏ và sẵn sàng trả giá rất cao cho những lợi ích nhỏ này. Người đứng đầu NATO cũng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo. Chúng tôi chưa thấy điều gì gần như vậy. Ông Stoltenberg thừa nhận nguy cơ leo thang. Theo ông, nhiệm vụ là ngăn chặn cuộc chiến này biến thành cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO ở châu Âu. Nhưng ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa cung cấp vũ khí, tập trận và hoạt động quân sự. Chúng tôi tiến hành tập trận, chúng tôi cung cấp vũ khí đạn dược cho Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp vào các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Ông khẳng định, chúng tôi không có ý định gửi quân bộ binh của NATO tới Ukraine vì mục tiêu của chúng tôi là có hai mặt, hỗ trợ Ukraine như chúng tôi làm, nhưng cũng để đảm bảo rằng điều này không leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Kênh Ridokka đưa tin, đại quân của Ukraine đã tập hợp gần Volchan, với nhiều đơn vị dự bị thường trực được điều động từ các khu vực khác của mặt trận. Kiev có thể tiến hành tổng phản công, tuy nhiên một cuộc tấn công trực tiếp vào thành phố dường như chưa phải là một lựa chọn hợp lý đối với họ. Trong khi đó, quân đội Nga cũng ngày một tham chiến nhiều hơn và đang gia tăng áp lực, khiến Bộ Chỉ huy Ukraine rất lo lắng trước các cuộc tấn công mới ở khu vực Sumy và Kharkov. Cuộc tiến công của lực lượng Moscow cũng được ghi nhận theo hướng Kupiang. Họ đang đẩy chiến tuyến về phía Tây tiến vào các khu vực Ivanovka và Berestovoy. Trong khu vực này đang diễn ra các trận chiến và đấu pháo. Lính dù và các đơn vị Nga tiếp tục đột kích dữ dội ở Chasovza, đang đẩy Ukraine ra khỏi các khu vực thành thị. Việc chiếm giữ Andriyivka và Kletchivka ở phía đông nam thành phố mở ra cơ hội phát triển xa hơn. Nhiệm vụ chính của Nga vẫn là giành quyền kiểm soát các cao điểm ở phía tây Chasovza. Chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine đã công bố cảnh báo không kích lần thứ hai trong ngày do máy bay MiG-31K của Nga cất cánh. Tối 24 tháng 5, cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraine. Mối nguy hiểm tên lửa trên khắp Ukraine, máy bay MiG-31K cất cánh. Lúc 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 5, tức 0 giờ 45 phút ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam, không quân Ukraine thông báo đã kết thúc cảnh báo Còi báo động trước đó đã vang lên trong liên tục 26 phút. Chiều 24 tháng 5, nhà chức trách Ukraine ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc do máy bay MiG-31K cất cánh có thể mang tên lửa kinh Mối nguy hiểm kéo dài không quá 20 phút. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Telegram thông báo mất vị trí ở hướng Pokrov, phía đông làng Evgenievka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố hướng Pokrov là căng thẳng nhất trên toàn tuyến tình hình ở đó đòi hỏi quân đội ukraine phải tiến hành cơ động bộ tổng tham mưu cũng cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục theo hướng nova Aleksandrovka, kalinovo progress và evgenievka nga đã thành công một phần ở phía đông evgenievka lực lượng ukraine đang thực hiện các biện pháp tích cực để khôi phục vị trí đã mất tổng thống ukraine volodymyr zelensky tuyên bố rằng tình hình ở các hướng pokrovsky Limansky, Veremevsky, Kramatok và Kupyank vẫn vô cùng khó khăn. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky trước đó gọi tình hình ở Ukraine khó khăn như những ngày đầu của chiến dịch đặc biệt của Nga, đồng thời nói thêm rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn. <laughs> Europin Pravda đưa tin chính phủ Đức chính thức xác nhận đã chuyển giao một hệ thống phòng không Irite khác cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói, Chúng tôi một lần nữa đã bàn giao cho Ukraine hệ thống tên lửa kết hợp IRIS-T, SLM và IRIS-T, SLS, một hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn, hiện đại và đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu do ngành công nghiệp Đức trực tiếp sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết thêm, cùng với hệ thống Patriot mới được chuyển giao, chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Lưu ý rằng, chưa có báo cáo chính thức nào về tên lửa Patriot mới được chuyển giao gần đây. Vào giữa tháng 5, ông Pistorius đề cập rằng Đức đã hứa sẽ chuyển một chiếc Patriot khác cho Ukraine và các chuyên gia Ukraine đã bắt đầu được đào tạo. Trước đó hôm thứ Năm 24 tháng 5, Berlin đã công bố một đợt viện trợ quân sự mới được chuyển đến Ukraine, bao gồm đạn pháo, xe tăng Leopard 1 AP, súng máy, máy bay không người lái, súng trường và đạn dược. Europin Prada đưa tin, Mỹ tuyên bố chuyển gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với tổng trị giá 275 triệu đô la Mỹ. Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ năm kể từ khi dự luật tài trợ nước ngoài của Ukraine và đồng minh được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Gói mới của Mỹ bao gồm đạn dược cho tổ hợp HIMA, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 60mm, tên lửa dẫn đường chống tăng hạng nặng TOW hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, đạn bắn máy bay chính xác, vũ khí nhỏ và đạn bổ sung cho vũ khí nhỏ và lựu đạn, mìn chống tăng, xe chiến thuật phục hồi thiết bị, mũ bảo hiểm, áo giáp và các biện pháp bảo vệ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và các phụ tùng thay thế, bảo trì, cũng như các thiết bị hỗ trợ khác. Trước đó, gói viện trợ mới của Mỹ trị giá 275 triệu đô la Mỹ đã được giới truyền thông công bố. Ngoài ra, Washington tuyên bố phân bổ 6 tỷ đô la Mỹ như một phần của sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng dài hạn với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tổng cộng, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp gần 51 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev. Washington trước đó bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới của Mỹ được công bố sau quyết định của Quốc hội sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, người đứng đầu lầu năm góc Lloyd Austin cảnh báo rằng còn quá sớm để nói về tác động trên chiến trường của khoản viện trợ cung cấp cho Ukraine và rằng Kiev sẽ cần thời gian để có được vũ khí. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng vệ đã kiểm soát chiến đấu khu vực biên giới vùng Kharkov, nơi quân đội Nga tiến vào. Ông nói, tôi đã tổ chức một cuộc họp an ninh ở Kharkov, có báo cáo từ quân đội, người đứng đầu các cơ quan dịch vụ đặc biệt, chính quyền khu vực và thành phố. Giờ đây, binh lính của chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới, nơi quân Nga đã tiến vào. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn từng đơn vị đã mang lại kết quả cần thiết trong việc hạ gục đối phương. Tổng thống lưu ý, Hôm nay chúng tôi cũng thảo luận về các nhiệm vụ tiếp theo của mình, có tính đến thông tin từ các cơ quan tình báo. Kênh Military Sumari đưa tin, trong một cuộc tấn công của Ukraine đêm qua, một số bệ phóng tên lửa phòng không S-400 và hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga nhằm phát hiện các mối đe dọa hạt nhân đã bị phá hủy. Tại khu vực Kharkov, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị phản công vào các vị trí của Nga để giành lại phần đất đã mất. Ở khu vực Donetsk, mức độ hoạt động vẫn rất cao